Cô chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Hôm nay cô tiếp tục đồng hành cùng các em trong phần môn tập đọc này. Hoa phượng là hoa học trò. Không biết từ khi nào, những cánh hoa đỏ đã được đặt cho một cái tên thật là gần gũi, thân thương như thế. Có phải chăng Xuân Diệu là người đầu tiên đã đặt tên cho nó? Vậy, để đi tìm hiểu xem cái tên hoa học trò có gì đặc biệt mà được người ta nhắc nhiều đến như vậy, chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay, bài tập đọc Hoa học trò. Bây giờ chúng ta qua phần luyện đọc. Các em đọc đúng những từ ngữ sau: một đóa, một loạt, xòe ra, nỗi niềm, đỏ rực, mát rượi, chói lọi. Và chú ý đọc bài với giọng nhẹ nhàng, suy tư, nhấn nhọng ở những từ ngữ dùng để tả vẻ đẹp của hoa phượng, sự thay đổi bất ngờ của màu hoa theo thời gian. Cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời, xanh mát rượi, xếp lại, e ấp, xòe ra. Bài này cô chia làm 3 đoạn. Đoạn đầu, từ đầu cho đến đậu khít nhau. Đoạn 2, tiếp theo cho đến hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy. Đoạn 3 là đoạn còn lại. Bây giờ các em theo dõi sách giáo khoa và nghe cô đọc bài. Hoa học trò. Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành. Phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cả xã hội thắm tươi. Người ta quên đóa hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán hoa lớn xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm đậu khít nhau. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh, vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò. Mùa xuân, phượng ra lá, lá xanh mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại còn e ấp, dần dần xòe ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao, cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên mất màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo hiệu một tin thắm, mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, cậu học trò ngạc nhiên trông lên, hoa nở lúc nào mà bất ngờ vậy. Bình minh của hoa phượng là màu đỏ còn non, nếu có mưa lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần, rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi. Màu phượng mạnh mẽ kêu vang, hè đến rồi. Khắp thành phố bỗng rực lên, như Tết đến, nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Trong bài có phần giải nghĩa từ: phượng đây là cây có bóng mát, hoa màu đỏ, mọc thành từng chùm, nở vào mùa. Phần tử là một bộ phận, một phần trong cái chung. Cô có ví dụ: mỗi gia đình là một phần tử của xã hội. Vô tâm là không để ý đến những điều lẽ ra cần để ý. Tin thắm có nghĩa là tin vui. Đọc xong bài văn của nhà văn Xuân Diệu, chúng ta đã cảm nhận được vẻ đẹp của loài hoa phượng vĩ qua những từ ngữ miêu tả của tác giả. Và để cảm nhận được vẻ đẹp đó rõ hơn, chúng ta hãy đi cùng nhau vào phần tìm hiểu bài. Các em cho cô biết tại sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò. Vì phượng là một loài cây rất là gần gũi, rất là quen thuộc đối với lứa tuổi học trò. Phượng trồng trên các sân trường và nở vào mùa thu của học trò. Thấy phượng là học trò nghĩ ngay đến những kỳ thi và những ngày nghỉ hè. Loài hoa gắn liền với những kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò.
Bởi vậy, hoa phượng mới được Xuân Diệu gọi bằng một cái tên hoa học trò.